thương anh ra đi mà chẳng chẳng hẹn ngày nào. Lúc này em gọi anh bao nhiêu thì em lại thương chị của em lúc này. Anh ơi, anh ơi, chị của em thì mỗi tuổi mỗi già, từ nay trở đi trái nóng trở trời, còn đâu anh nữa để cho chị em được cày được nhờ những ngày qua. Anh Vân ơi, em là em gì này em vợ ơi đây. Tình cảm cho
anh ơi thì em cũng phải chán trách người ra đi. Tiếng pháo của buổi sáng ngày hôm nay đây. Ông nội ơi, cháu là cháu Đức, cháu Hải. Ông ơi, cháu là cháu Đức, cháu Hải. Ông dạy ăn cơm mi, ông ơi trời thì đã sáng nghi thật rồi. Cháu Đức cháu Hải con mời ông thầy rửa mặt rồi ăn sáng ông ơi. Ông ơi cháu là cháu Đức cháu Hải đây. Ông nội ơi con đi còn ông thầy ông rửa mặt ăn ơi còn những khi con buồn ông ơi thì ông ôm con đi vào lòng ông ngồi ơi.
lên. Ông cháu ta đôi đi rồi đôi cả thế này. Ơi ông ta đi về, về với quê Vĩnh Hằng nghề, nơi Vĩnh Hằng nghề bỏ các cháu. Ông ơi còn đâu ông nữa để cho các cháu được níu tay níu áo bên ông. Ông ơi ông nghe tiếng ông tỉnh dậy, ông đón nhận tâm lòng của cháu Vi cháu Thảo. Ông ơi cháu Thảo cháu Vi đây mà. Ôi ông ơi con gọi ông dậy với hai cháu nội về. Ông nội ơi mà hai cháu là cháu nội gọi ông đây vì từ nay các cháu đã mất hẳn. Ở trên đời với các cháu như mọi khi, ông ơi còn ông thì sớm con hỏi tối con lại thăm đi. Ông ơi giờ đây ông mất cửa nhà cho hai cháu trên đi đời nay sống ở trên đi đời bạn bạn quần ông nghĩ.